Ung thư dạ dày là một trong những bệnh ung thư phổ biến và nguy hiểm nhất gây ảnh hưởng đến sức khỏe của nhiều người. Việc hiểu rõ các yếu tố, nguy cơ có thể giúp chúng ta phòng ngừa và phát hiện bệnh sớm. Dưới đây là 6 yếu tố nguy cơ hàng đầu gây ung thư dạ dày. 1. Chế độ ăn uống không lành mạnh Chế độ ăn uống có nhiều thực phẩm muối chua, hung khối hoặc chứa nhiều chất bảo quản như nitrit là những yếu tố nguy cơ tiềm ẩn. Các thực phẩm này có thể làm tổn thương niêm mạc dạ dày, tạo điều kiện cho ung thư phát triển. Bạn nên hạn chế các thực phẩm, chế biến sẵn và thay thế bằng thực phẩm tươi sống, giàu chất xơ, vitamin và khoáng chất để bảo vệ dạ dày. 2. Hút thuốc lá Hút thuốc không chỉ ảnh hưởng đến phổi mà còn làm tăng nguy cơ mắc ung thư dạ dày. Các chất độc hại trong khối thuốc có thể làm tổn thương niêm mạc dạ dày và kích thích sự phát triển của các tế bào ung thư. Việc bỏ thuốc lá là một trong những cách hiệu quả nhất để giảm nguy cơ mắc bệnh. 3. Sử dụng rượu bia quá mức. Rượu bia là yếu tố gây tổn thương niêm mạc dạ dày, làm suy giảm chức năng miễn dịch và tăng nguy cơ ung thư dạ dày. Việc tiêu thụ rượu bia thường xuyên và không kiểm soát có thể làm tăng đáng kể khả năng phát triển ung thư ở dạ dày. Bạn nên kiểm soát lượng tiêu thụ rượu bia và nếu có thể, hạn chế hoặc bỏ hẳn. 4. Tiền sử gia đình có người bị ung thư dạ dày. Yếu tố di truyền cũng đóng vai trò quan trọng trong nguy cơ ung thư dạ dày. Nếu trong gia đình có người mắc bệnh, nguy cơ mắc ung thư của bạn sẽ cao hơn so với những người không có tiền sử gia đình. Vì vậy, nếu có tiền sử gia đình liên quan đến ung thư dạ dày, bạn nên thăm khám định kỳ và theo dõi sức khỏe thường xuyên. 5. Tuổi tác và giới tính. Ung thư dạ dày thường gặp ở những người trên 50 tuổi và nam giới có nguy cơ cao hơn nữ giới. Điều này có thể do nam giới có nhiều thói quen ăn uống không lành mạnh hơn và dễ tiếp xúc với các yếu tố nguy cơ như hút thuốc, uống rượu. Chúc bà con nhiều sức khỏe. Đừng quên nhấn like và đăng ký kênh Sức khỏe 60 giây để không bỏ lỡ bất kỳ video mới nào hãy cùng chúng tôi xây dựng một cộng đồng mạnh khỏe và tràn đầy năng lượng